Đây con này con tắc kè chuẩn lắm, con này tắc kè nước cháu hả? Tắc kè nước à? Ừ, chứa hen phổi hen phế quản là nước. Đây là sang bên mình xe này. 250 một cân thịt lợn. Hello, xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với video tiếp theo trên kênh Vùng Núi Tây Bắc của mình. Hiện tại thì mình đã có mặt tại chợ phiên ở trung tâm thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn nhé mọi người. Bây giờ mình mời mọi người theo chân mình tiến vào phía trong xem có những gì thú vị và đặc sắc nhé, xin mời mọi người. Mọi người ở khu vực này thì mọi người rất là nhiều vịt, bán rất nhiều vịt luôn này. Đây, vịt này. Con chào bà nhá. Con chào bà nhá. Ừ. Đấy, con ở vịt này mình bán bao nhiêu đấy? Con là 250 con à? Mình không tính được cân luôn, bán được con luôn. Ừ. Cảm ơn bà nhá. Ừ. Gà này. Đây là những cái gà vịt. Đây, khu vực này bán rất nhiều gà với vịt luôn này. Đây, ở đây có bán ba con chó này. Đây, chó đen. Đây, chó mực ấy. Đây mọi người cũng có thể thấy trong đây là bán rất là nhiều gan này, vịt, gà này. Vịt, gà này chế bằng nuôi bột vết này, nuôi cá bằng nuôi cỏ và nuôi bằng gạo vô hết. Các bạn có thể thấy mình chuyển đến khu vực này thì họ bán rất là nhiều các loại hàng, mặt hàng như là rau xanh này, quả này, dưa chuột này. Hai kiểu ấy mọi người. Ở đây thì thấy bà cô và bán ít ớt xanh này. Chào mấy cô nhá. Cô cho nói ớt này mình tự cấy hay mình nhập về bán này cô? Cái này mình tự cấy ở nhà mà. À, ớt này ớt cay không hay là mình để... ngọt à? Vâng, mà nó vẫn cay. À, mình mang về để xào đúng không? Ờ, mang để xào. Mình bán cân bao nhiêu ớt này? Cân 20.000. 20.000 à? Quả này ớt này quả to nhỉ? Ờ, ớt này gọi là ớt ngọt nhỏ, ngọt. Ớt nhỏ này cũng ngọt luôn à? Đây là ớt cay, đây là ớt ngọt. À, đây ớt cay, ớt nhỏ này ớt cay à? À, đây là ớt cay này dài đấy. Cái này chắc cũng xào ăn nhưng cũng ngon đấy nhỉ? Ừ, xào ăn ngon chứ. Thì cái thứ nào cũng ngọt. Dạ vâng, cảm ơn hai cô nhé. Đây đều có bán ít đó. Đây đều có bán ít ốc suối này. Lấy cho bà đi. Dạ vâng. Ốc suối này. Ốc suối này. Đây là con hến này, con này con trai trai non này, trai trai nhỏ này, loại nhỏ này. Nó chỉ lớn được bằng này thôi mọi người ạ. Nhìn thấy nó già lắm rồi đấy. Rất là nhiều luôn, ốc này. Cảm ơn bà nhé. Bên này thì ít rau lang này, ớt này, hến này, trứng
canh trứng ngỗng này, trứng ngỗng này. Cái này một bát ít này, đồ ăn này, đấy rất là nhiều luôn. Chào cô nhá. Ở đây thì có một bà già, bà lão này, bà có bán rau mã này, đất xanh này. Đấy thì tại người ta đuổi nên là bà gầy đi chỗ khác để bán nhé mọi người. Đây, mình di chuyển đến khu vực bên trên này thì họ bán cũng ít, có một số giống cây giống này và cây để ăn luôn nhé. Đây ví dụ đây là ớt xanh này, trên này thì có cái rau húng, cái ớt này, cái bầu này, cái mướp nhé mọi người. Đây, cái giống này rau đay nữa này, đây là cái rau muống này, ớt chuông này, đấy rất là nhiều. Con chào bà nhá. Đây, bà rất là nhiều luôn. Có biết cái cây gì đây không cháu, cái củ gì đây không? Củ này củ gừng chứ bà. Gừng này làm gì, củ nghệ. Gừng. Không, gừng rồi. Gừng kia kìa. Đây giống giống nhau mà bà. Không. Bà đi lượt con này. Đi chụp ảnh nhưng mà không biết đâu mà. Bên kia một người nữa. À, mít với mít. Đây này ơi. Trời nó sắp mưa nên rất là tối rồi mọi người. Và bán cừng này. Bên còn bên này thì bán rau muống rất là nhiều này, bí đao này, đấy, bán rất là to luôn. Bí đao này bán to dài này, ớt chuông, cà này, bộ cô phê này, đấy, rất là bán rất nhiều cái loại đồ ăn luôn, củ rau củ quả này. Đây mọi người, mình đến khu vực này thì thấy cô có bán ít mận này mọi người. Mận này mận sớm cô bán ít dưa chuột này. À, rau mã nhé, rau khoai lang nữa này. Quay bà có cái rau. Đây tại khu vực này thì có bán ít thịt lợn này. Con chào bà nhá. Ở theo khu vực này thì bà cô này bà có bán ít bà ớt này, chuối này, rau bí này, cái gì này. Đây mình chuyển đến khu vực này thì có một cô có bán ít đồ này. Chào cô nhá. Mua rau đi. Cái rau gì đây cô? Đây là tàu xoay. Cái gì ạ? Tàu xoay. Tàu xoay à? Cái này mình làm kiểu gì đây ạ? Cái này á? Vâng. Lấy về kho thịt hay là kho cái gì cũng được. Cái này mình làm kiểu gì đây? Cái cách làm? Cái này là trồng cây về xong rồi lấy về phơi, ướp xong rồi phơi. À cái này mình phơi à? Không phải ủ đâu nhỉ? Cái này phơi mà. Mình ướp mặn vào thế hay sao? Ướp mặn mà, cái này mặn. Cái này mình bán bao nhiêu đấy? Bó này. 30.000 cân. 30.000 một cân à? Thế cái này chắc được cân rồi đấy nhỉ? Được không? Cái này chắc được tầm mấy lạng. Cảm ơn chị nhé. Lấy một cân nhá. Để về. Đây thì có bán rất là nhiều ớt này. Và cô một chục bàn ít.
bẫy hoa quả này. Quả mận, mua con mận cho cô đây. Ở đây có cô bánh mận này, ớt này, ớt chuông nhé, cà chua nữa này. Quá rất là nhiều loại ớt luôn, to nhỏ ớt chuông có hết này. Ớt ngọt, ớt cay, hai loại ớt hết. Bây giờ chuột này. Đây mọi người, đấy có bán rất là nhiều loại rau củ quả luôn. Đặc biệt là mình thấy ở đâu chỗ nào cũng bán ớt nha mọi người. Chắc có vẻ đây là ở đây là họ trồng khá là nhiều ớt đấy. Ớt và mận này. Ớt và bán tạm. Mọi người thấy không? Rất là nhiều ớt luôn. Đây. Quay đi, quay ba lại. Đây, con chào mấy cô nhá. Chào mấy cô nhá. Cô cái ớt này nhà mình cấy à? Sao mình cấy nhiều thế? Ớt chả cấy thôi. Không làm gì được hết thì ở nhà thì cứ làm thôi. À, mình cấy nhiều không? Một xào ruộng à? Nhiều thế? Trong mỗi vụ ớt mình kiếm được đầy tiền đấy nhở? Ờ, các bà đi. Cải bắt con mua hộ được này. Đầu tư xong này, đầu tư ra được cũng vào được này. Đấy mọi người ơi, ớt rất là nhiều luôn này. Có nhà thì cấy ít, có nhà thì cấy nhiều. Đây mọi người ơi, đây mình đi di chuyển đến khu vực này thì bán rất là nhiều mía luôn. Đấy. Có thể ở khu vực này thì chủ yếu ở chỗ này thì chủ yếu là người tày mọi người ạ. Mía rất là đẹp luôn, nhiều cái thẳng. Mấy cô bán mía này bao nhiêu tiền một bao nhiêu tiền một cây đấy? Cây 10.000. Cây 10.000. Quay là phải đi. Ô vâng. Có 10.000, bán giá kia phải được hơn hơn mà chứ ở kia ba chứ đâu phải quay. Ba của ba được cái quay mấy lần à luôn. Cân rồi đấy. Không có.
cái nút bắt đi. Hai tay mà ăn để hả phát triển. Chào mấy cô mấy chị nhá. Quay để làm gì đấy? Chào chị nhá. Chào anh nhá. Đây anh gen này, dao này anh nhập về bán hay anh tự rèn đấy ạ? Đâu rồi, em đi nhập thôi anh ạ. Nhập bên Phúc Sen Cao Bằng đúng không? Vâng, em lên tận Cao Bằng đấy. Có chữ Phúc Sen luôn này. Bây giờ này, anh bán bao nhiêu tiền con đấy? Đây, em bán 250. 250 à? Vâng. Con này chắc tầm được mấy, con này chắc gần cân không anh? Được gần cân không? Dạ. Con này được tự gần cân không? Được cân đâu anh ạ. Đây là 18 lạng. Cái đấy dao đấy chặt dài chặt mịn được mà. Con này hình như mài rồi hay sao đúng không? Dạ. Con này mài chưa? Chưa anh ạ. Về dùng là mái chưa phải mài. Anh cảm ơn anh nhé. Vâng anh. Đây mình di chuyển đến khu vực này thì thấy bà cô ở vùng cao này. Con chào mấy cô nhá. Có ít dược liệu này. Chỗ mấy cô hỏi cái này là cái gì đấy ạ? À? Men lá. À men lá. Men lá men lá. Quả này là quả men lá ở Mô Sơn. Men lá Mô Sơn. Ờ. Đây mà. Quả nó thơm. Cái này lấy cái cây ở núi nha, người ta về hơi khô người ta thái ra nha, xong rồi cái này về nghiền ra người ta mới bột nha. Ờ. Cái này mình về mình nặn ra củ với cái này củ với gạo. Nấu đạn gạo lên, xong rồi để gạo nguội, xong rồi trộn, nghiền ra nhỏ, trộn với gạo, phủ vào là nó sẽ hết thành rượu. Thành rượu khi vào đấy xong rồi bắt đầu lên chất, như phải ủ lại. Ủ 15 ngày. 15 ngày. Ủ 15 ngày mới cất. Là ngon. Nó thơm cực kỳ, cái mùi vị nó thơm. Cô ơi, cho con hỏi cái này là cái thuốc gì đấy ạ? Nam là thuốc rau dây thần kinh tọa. À, rau dây thần kinh tọa à? Vâng. Con lá này là? Cái kia là lấy về hòa sản thôi. À. Ô, bây giờ hòa sản. À. Còn đây là thuốc đau bụng uống để đau bụng chứ? Cái này là không phải dạ dày, cái này là thuốc có ho, ho bị hộ sản các thứ đấy. À, dạ vâng. Cảm ơn cô nhé. Đây mình chuyển đến khu vực này thì họ bán rất là nhiều chuối luôn. Đây chuối tây này, đây chuối tiêu cũng có luôn. Đây, bán la liệt luôn. Mọi người mình di chuyển đến khu vực này thì mình có cảm biết bán ít đồ rừng này, dược liệu này. Con chào cô nhé. Đây là cao lá cô. Cao lá nguyên cao lá nguyên chất này chứa bệnh chứa chuyên chứa khớp này, vôi hóa hút này, tê chân tê tay này. Ông đi chợ mà. Còn đây là thuốc bột này. Đây là thuốc gan nhé mọi người. Đây. Chữa bệnh gan này, viêm gan B này, sơ gan này, viêm gan A này. Tanh men gan này đấy, thuốc gan nhé. Cái này là thuốc đại tràng mọi người ạ, co thắt này, dạ dày này. Đây. Ừ, để ba gọi. Đây toàn thuốc đau bụng không? Đây con này con tắc kè. Chuẩn lắm, con này tắc kè nước cháu hả? Tắc kè nước à? Ừ, chứa hen phổi hen phế quản là nướng ăn trực tiếp. Nướng trực tiếp luôn à? Nếu mà sinh lý thật yếu thì mình ngâm rượu uống. À, thật yếu mình ngâm rượu uống luôn con này. Ừ, ngâm rượu. Đây. Ngâm rượu uống này. Đấy, chứa bệnh yếu sinh lý này. Hen phổi này, phế quản này, các kiểu này mọi người nhá. Ngâm rượu nếu ngăn cũng được. Mấy ổ hài. Ờ, nó cô bé này của con thì bảo ông về ăn cơm. Ăn nhảy cơm hả?
Đây mình chuyển đến khu vực này được bán rất là nhiều loại dược liệu luôn. Chào cô nhá. À, cô cho con hỏi cái vàng vàng này là cái gì đấy? Cái này cây mật gấu này. À mật gấu và vàng khè luôn nhỉ. Cái này chưa bị gan nhá. À, bị gan à? Cái này thì chưa đái buốt với lại sỏi thận này. Cái này thì viêm loét dạ dày đại tràng này. À, lá gì đấy ạ? Cái này á? Cái này là cây chè dung. À chè dung này này là chữa dạ dày. Cái này bổ máu, cái này dễ gió. Cái này vàng để chữa lên ống yếu này. À. Bên này đau lưng khớp. Cái này chữa hen. Yếu sinh lý nữa. Hen mới yếu thì là ngâm lấn dâm dương hoắc này này thì đấy ông vừa đã lấy đi miền Nam đấy, à, đây à. Vừa mới lấy xong ngâm mấy cái lá đây ngâm à? Mấy cái lá này này mới lại cây sâm này này đấy. Sâm cau này, sâm cau à, ngâm ba loại với nhau ba loại với nhau là uống là bổ lên ông à. Yếu sinh lý, yếu sinh lý là để khỏe đúng không? Cái này cả đại tràng này, cái này này bột để chảy máu dạ dày đi ngoài ra máu à. Cái này thì uống ngày 2-3 thìa. Cái này mình pha nước uống đúng không? Ừ, pha nước hay là cứ thế này cho vào mồm xong là uống nước vẫn được, khỏi luôn. Khỏi luôn à? Ừ, khỏi luôn. Còn cho hộp bé là gì đấy cô? Hôm nay các kè vừa mới bán cho ông ấy, người con thì lại lấy ra thêm cho khách. À, ta kè nước à? Các kè nước này nó chứa nhiều tác dụng lắm, như trẻ con còi cọc này, đến ông yếu sinh lý này, mới lại hen phế quản ấy thì nướng ăn. Còn đến ông người ta yếu ấy thì người ta vôi hóa mới yếu ấy thì người ta ngâm rượu. Còn nếu mà bị yếu sinh lý là nướng ăn? Ừ, không, yếu sinh lý là người ta ngâm rượu à? Ngâm mấy thuốc. Còn bị trẻ con với người lớn mình mà bị hen suyễn phế quản ấy thì là nướng ăn, băm lên rang ăn. À. Đây nó còn sống mà, nó chưa chín. Về mình phải nướng chín đi, rang chín thì mới ăn được. Cái này mình chỉ sấy qua cho nó khô đây vào đúng không? Mới sấy cho khô thôi. Còn chưa chín. Bọn cô mua về xong là người ta đi câu được về, bọn cô phải cho vào nước sôi. Xong là tuốt bỏ cái lượt ở ngoài nó như là cái chân gà ấy. Thì mới ăn được. Đây là sang bên thịt xe này. 250 một cân thịt lợn này. 220 con vịt nhé mọi người. Đấy, lợn thì vừa mới quay luôn. Ô này này, lợn vừa mới ra lò luôn này, chưa bán được tí nào vẫn còn nóng hổi luôn. Da rất là giòn. Số ra để áo áo to xay ra. Kia là miếng đủ mà. Chỉ chung cái nào quá. Rất là ngon luôn. Lẩu lên là nóng nhá bác, nóng quá xinh nghe.